Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần an lành và hạnh phúc. Nhân dịp Noel sắp đến và năm mới sắp đến, em xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn có một năm mới vui tươi, hạnh phúc và thành công. Và hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Trần Hưng Đạo, và sẽ tới tí bên cánh trái chúng ta đó là ngôi trường Cầu Kho năm xưa, và cũng là trường Trần Hưng Đạo ngày nay. Và hôm nay thể theo lời yêu cầu của cô chú anh chị, trong đó có anh Tôm Hứa, nickname là Tôm Hứa, thì chúng ta sẽ đến cái địa chỉ TK29-34 Nguyễn Cảnh Chân, phường Cầu Kho. Nơi đó ngày xưa là chả lụa Mai Thanh, và hy vọng là thông qua video clip này các anh chị và các bạn cũng có một cái nhìn về khu Cầu Kho này và một số hình ảnh để cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng nhìn lại khi mà chúng ta đã xa Sài Gòn rất là lâu rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cập nhật lại, và trước mặt chúng ta đó là cái sở cứu hỏa ngày nay. Ngày nay xây lên rất là hoành tráng ha. Và hôm nay Sài Gòn là thứ bảy, bây giờ khoảng 5 giờ chiều, và hôm nay em đi làm về sớm, sẵn tiện đi bộ đi dạo một vòng như mọi ngày. Thì em sẽ cầm camera lên và dẫn các anh chị và bạn đi khắp những con hẻm, những con đường ở Cầu Kho này. Và cái hẻm TK 29, một bên là 29 là một bên là 30, thì chung một con hẻm nhưng mà bên trái là số 29, bên phải là số 30. Và đầu hẻm có một xe mì rất là ngon, theo lời chia sẻ của anh chị em cũng chưa ăn lần nào. Hôm nay nếu mà có dịp chúng ta sẽ cùng khám phá xe mì này luôn ha. Và chúng ta có mặt ở đây là đầu hẻm số 4 nè. Trong hẻm là có ngôi chùa, đó là chùa Thiên Phước, ngay ngã ba, người ta gọi là ngã ba quốc tế đó. Và sắp tới thì có một cái nhà hàng bỏ hoang rồi, nhà hàng đen, ngày xưa hay gọi là nhà hàng đen, bỏ hoang rất là lâu năm ở đây rồi. Và để đi đến hẻm TK 29 này thì chúng ta sẽ đi theo hướng về chợ Nancy đến đường Nguyễn Cảnh Chân, thì chúng ta sẽ quẹo trái và đi một đoạn thì chúng ta sẽ đến hẻm TK 29, và hẻm TK 29 nó cũng thông ra đến hẻm số 4 luôn đó. Hẻm số 4 ngày xưa thôi chứ bây giờ là hẻm 391 Trần Hưng Đạo đó ha. Và những con hẻm ở trong Cầu Kho này nó thông với nhau hết. Và hôm nay Sài Gòn không có nắng lắm, trời mát mát. Và giờ này thì đa số mọi người đều đi làm về nè. Và hôm nay thì cũng có nhiều công ty, nhiều cơ quan cũng không có làm việc, nên thành ra chúng ta thấy đường phố cũng hơi thoáng đãng một tí, không có hối hả như mọi ngày. Mình nhìn qua đây là hãng xe đi sụt. Kế bên đó là hãng Toyota. Và Sài Gòn bây giờ cũng gần đến Tết rồi, năm nay Sài Gòn đến Việt Nam đến Tết sớm, Tết âm lịch sớm, xong Tết Tây là coi như cũng
một vài tuần nữa là sẽ nhộn nhịp với những hình ảnh chợ Tết, sẽ rất là nhộn nhịp đây. Mình đi thẳng này, là đường này là lên chợ Nancy nè. Rồi chúng ta sẽ quẹo vô con đường Nguyễn Cảnh Trân này ha, và mình sẽ đi bên kia đường để mình nhìn nó rõ hơn, tại vì cái địa chỉ nó nằm bên bên cánh trái. Đó, và nhìn đầu đường Nguyễn Cảnh Trân nè, đầu đường là TK 26. Ngày xưa ngay cái quán cà phê này là nhà hàng Món Quế đó, bây giờ là King Coffee, của thương hiệu của tập đoàn Trung Nguyên nè. Và đi tới tí là cửa hàng Trí Vĩ, cũng là TK 26 nè. Đi tới tí nữa là hẻm TK 29. Chúng ta đang đi ở trong cái lề đường của Bộ Lao động ngày xưa, cũng là phòng cảnh sát ngày nay. Khu cầu kho này phải nói là có rất nhiều cô chú anh chị sống ở hải ngoại, bởi vì thông qua những comment thì em cũng tiếp nhận được rất nhiều lời yêu cầu trong cái khu này. Và đi tới anh tí thì có cà phê cây mít. Bữa mình có đi vô cái hẻm TK 28 nè các bạn, khu phố văn hóa nè. Để xem, để tiện xem lại các video thì các anh chị có thể gõ địa chỉ TK mấy đó, thì sẽ ra những cái video clip mà em đã up ha. Và mỗi ngày em sẽ có 2 video. Vào lúc 7 giờ sáng và 7 giờ tối giờ Việt Nam. Và chúng ta sẽ canh theo giờ đó mà video sẽ xuất hiện lên cái điện thoại của chú anh chị. Chúng ta sẽ gần đến rồi đó. Đường Nguyễn Cảnh Trân ngày nay thì nhà cửa rất là đẹp ha. Cái nhà đỏ đỏ này là TK 28 nè, đầu hẻm nè. Không biết bây giờ và ngày xưa nó khác nhau như thế nào. Mình đi tới một tí nữa. Bắt đầu tới đây là TK 29 rồi nè. Bên đây là TK 17 nè. Mình đi bên đây mình không thấy nhìn được bên kia. Và hẻm TK 17, hẻm này cũng rất là lớn. Và ngày nay các hẻm ở cầu kho này đều làm lại cái mặt đường hết rồi, đổ bê tông hóa, nên chúng ta thấy hẻm nào cũng rất là sạch. Đi tới anh tí là quán Út Hương, rất là nổi tiếng ở con đường Nguyễn Cảnh Trân này. Và TK 29 của chúng ta nằm ở đây. Đầu hẻm là tiệm giặt ủi nè,
và có căn nhà rất là xưa nè, mà giống như cái chung cư vậy đó, ba nhà nằm cạnh nhau cùng kiến trúc. Và mình thấy đối diện hẻm nè. Nếu các anh chị còn nhớ ngày xưa thì có lẽ bây giờ rất là khác nè. Nó đây là hẻm TK21. Rồi, thẳng hướng này là mình sẽ ra bến Trương Dương ngày xưa đó. Bây giờ là đại lộ Võ Văn Kiệt. Và chúng ta sẽ qua đường nha. Qua đường đi xe mì bán rồi nè, mì bán buổi chiều. Rồi chúng ta ăn mì đi ha. Chị cho em tô mì xá xíu. Mì số 7. Đúng rồi. À, đây có dạ không, ngồi đen ngồi đâu được chú, ngồi đây được không? Chú bán đây chắc lâu lắm nè, có nhiều người biết chú lắm á, có nhiều người ở đây hồi đó ở đây nhưng mà bây giờ họ sống ở nước ngoài á, nhiều nhiều người nhớ nhớ tới chú lắm nè. Hả? À, chú bị lãng tài à? Con vô tìm cái nhà 34 TK29 sự 34. Sẵn thấy xe mì chú hấp dẫn quá, gan luôn. Chú bán tới mấy giờ hả chú? 12 giờ. 12 giờ đêm luôn hả? Có đi đâu gì đâu. Dạ. Xe mày chú không có tên ha. Hả? Mày chú phốn. Phốn đi. Phốn đi việc là cái gì vậy hả chị? Tên gì vậy? Xe mì nè. Nhìn hấp dẫn ha. Các anh chị bạn nào có đi ngang ở hẻm TK30 ghé xe mì chú Phốn rất là ngon ở đây. Xíu nữa chúng ta sẽ vô cái nhà số 34 để các anh chị bạn xem lại ha. Đối diện hẻm này, bên kia là TK30 ha. Nhìn ra đường nè. Hả? Vinh Lâm TV. Vinh Lâm, Vinh Lâm. À. Hả? Bọn theo dõi cái. Không mà không có nghĩ đi ngồi đây ăn đâu, tại vì đi ngang thấy sao mày cũng nhiều người giới thiệu nên thành ra ghé thử. Tô mì hấp dẫn nha, tuy không quá lớn nhưng mà nhìn cũng hấp dẫn, xa xíu thôi. Mời các anh chị bạn dùng thử nha. Dễ xuống rồi. Thường những xe mì tàu này thì cái ngon nhất là cái tấp mỡ, thích ăn cái tấp mỡ này thôi. Hôm nào thì đem rủ bạn đồng nhỏ ra đây ăn thử. Này bạn đồng nhỏ thích cái món này lắm nè. Rồi mời các chị nhé. Wow.
này chắc anh Danh rành lắm nè. Ủa nhà chú Phó nó trong cái hẻm này luôn hả chú Phó? Ủa bì này ở nhà chú làm luôn hả? Đặt người ta làm. Nè. Thì độc quyền là cái nước lèo thôi đúng không? Nước lèo thì ở nhà mình nấu. Nè. Ăn gì vậy? Cái mì. Thấy xui mà sẽ xui. Ở đây có xương với xá xíu nữa. Ở đây có Hoành Thánh nữa. Nào. Có hồi mua cái Hoành Thánh em về. Tại nhà cũng hay đi ăn. Này cũng thích ăn Hoành Thánh. Rất là ngon luôn. Tối nay giờ khỏi ăn cơm luôn. Đi tập thể dục mà ăn nhiều hơn tập nữa. Rồi em tạm ngưng xíu nha, rồi chúng ta sẽ đi tiếp vô hẻm thôi. À, đây là Hoành Thánh nè, có bò viên nữa nè. Nhưng bò viên ở trong nồi. À, đặc biệt là cái tôm mỡ. À, nước leo. Ở đây bán nhiêu một tô vậy chú? 40 anh à. Đầy đủ 45. Đầy đủ 45. À. À. Con chị em gái rất là dễ thương nè. Của anh nhiêu tiền luôn. Tiền luôn.
Dạ dạ. Rồi chúng ta tiếp tục nha. Đó, xe mì chú Phón nè. Bán về đêm từ 4-5 giờ cho đến 12 giờ đêm. Các anh chị bạn có đi ngang thì chúng ta thưởng thức thử ha. 40.000 thôi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô cái nhà số 34. Và Sài Gòn bây giờ cũng hơi trễ. Không biết nhà 34 ngày nay thì như thế nào. Ồ, vẫn còn giò chả Mai Thanh nè. À, thương hiệu chả quế và chả lụa. Ông nó đi bạn nó đi sáng chưa luôn rồi. Nếu là không ai chịu mua. Chưa bốn ba. Và coi nhà chúng ta ngày hôm nay. À, có chị bán chả. À, có da heo chế tỏi nữa. À, rồi ta tiếp tục ha, không biết hình ảnh này các anh chị có nhìn ra hay không. À, và hôm nay thông qua video clip này cũng xin gửi đến các anh chị và các bạn những cái lời chúc an lành trong cái mùa Halloween này, mùa Noel này. Rồi, thẳng hẻm này chúng ta sẽ ra hẻm số số 4 nè. Số hình ảnh ở hẻm TK 32930 và xe hủ tiếu mì của chú Phón và đi đến căn nhà số TK 29-34 giò chả Mai Thanh gửi của chú anh chị và các bạn. Nhân đây cũng xin kính chúc tất cả của chú anh chị và các bạn có một mùa Noel thật là an lành và hạnh phúc. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta thẳng hẻm số 4 này, mình sẽ đi ra chợ Hưng Đạo nè. Hẻm số 4 ngày nay nè. Hẻm ngày nay thì không có bán nhiều ốc như ngày xưa nữa. Nhiều quán cơm tấm rồi bún rồi hủ tiếu Nam Vang bánh canh thì có một vài quán ốc thôi. Rồi bye bye các anh chị và các bạn.